Giá gia cầm hôm nay mùng 7 tháng 12, giá vịt thịt có biến động, giá gà công nghiệp chững lại. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay mùng 7 tháng 12, nhiều chủ trang trại cho biết. Giá vịt thịt hôm nay tại các vùng miền Bắc vẫn có xu hướng giảm, giá gà công nghiệp hôm nay tại các vùng chững lại. Giá gà công nghiệp hôm nay chững lại. Sau mấy ngày tăng liên tục, giá gà công nghiệp hôm nay có dấu hiệu chững lại. Giá gà lông trắng hàng đẹp từ 3,5 đến 3,5 kg mỗi con bán buôn ở các vùng miền Bắc từ 28.000 đến 29.000 đồng mỗi kg, với giá này người nuôi ngoài đã có thể hòa vốn. Giá gà trắng loại từ 3 đến 3,1 kg mỗi con bán tốt mới được 27.000 đồng mỗi con. Trong khi đó, giá gà công nghiệp lông trắng bán buôn tại các vùng miền Nam vẫn duy trì ở mức trên dưới 30.000 đồng mỗi kg, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Giá gà ta lai bán ở trại tại các vùng miền Bắc ổn định ở mức từ 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi xuất tại trại ở Bắc Giang, Hưng Yên, cao nhất đạt 56.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta sơn Tây giao dịch ở chợ đầu mối Gia Cầm Hà Vĩ, thuộc xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội giao động trên dưới 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu đa ba cô bán tốt tại chợ đầu mối được 54.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay có nơi giảm nhẹ. Ông Phạm Văn Thương, thương lái thu mua vịt ở Hà Nội, Bắc Giang cho biết, giá vịt thịt hôm nay ở một số vùng có xu hướng giảm nhẹ khoảng 500 đến 1.000 đồng mỗi kg. Theo ông Thương, giá vịt giảm nhẹ một phần nguyên nhân do nguồn cung mặt hàng này vẫn dồi dào, sức tiêu thụ vẫn yếu. Giá vịt bầu cánh trắng loại đẹp từ 2,2 đến 2,4 kg mỗi con bán buôn tại trại ở các vùng miền Bắc cao nhất mới đạt 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ phổ biến ở mức dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trắng bán tại các vùng phía Nam có nơi cao nhất cũng chỉ đạt trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu đẻ thải loại bán buôn từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm ổn định ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt hàng ngan trắng non phổ biến từ 53.000 đồng đến 56.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng già có trại bán được trên 60.000 đồng mỗi kg. Cách ngăn chặn mầm bệnh lây lan từ người sang đàn vật nuôi. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, chuyên gia chăn nuôi, để ngăn chặn mầm bệnh lây lan từ người sang đàn vật nuôi, các chủ trang trại cần thực hiện các biện pháp như khóa đóng cổng vào khu chăn nuôi để hạn chế người không có nhiệm vụ vào khu chăn nuôi. Trước cổng và khu vực chăn nuôi và trước lối vào mỗi chuồng nuôi phải có hố khay khử trùng chứa dung dịch khử trùng được pha đúng nồng độ và được thay thế, bổ sung thường xuyên. Trước khi vào khu vực chăn nuôi tất cả mọi người phải mặc bảo hộ lao động, quần áo, dép ủng, mũ, khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử trùng dẫm chân qua hố khay có dung dịch khử trùng bà minh cho biết thêm mỗi chuồng nuôi đều phải có dép ủng riêng nên khác màu nhau cho người chăn nuôi người chăn nuôi thay dép ủng và dẫm qua hố khay có dung dịch khử trùng mỗi khi vào một chuồng nuôi khác hạn chế mang đồ dùng theo người như túi sách đồng hồ tiền điện thoại giấy tờ vào khu chăn nuôi nếu cần thiết mang theo nên sông khử trùng chiếu tia cực tím hoặc khử trùng bằng cồn trước khi mang vào trại không mang thức ăn của người vào trại các thương lái và một số chủ trang trại nuôi vịt cho biết thời điểm này các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống các lò giết mổ siêu thị đã dần hoạt động và khôi phục lại các hoạt động mua bán giúp cho nhu cầu mua vịt nhiều hơn trước giúp cho giá mặt hàng này luôn ở mức cao bên cạnh đó do thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn giá vịt giảm giá thức ăn chăn nuôi Thuốc thú y tăng cao nên nhiều người nuôi tạm ngừng tái đàn khiến nguồn cung vịt thịt những ngày này khá khan. Tuy nhiên theo một số thương lái và chuyên gia chăn nuôi, hiện giá vịt đã tăng cao nên bà con đã chủ động tái đàn trở lại. Do thời gian sinh trưởng của loại vật nuôi này khá nhanh trên dưới 50 ngày nên nguồn cung vịt thịt sẽ được bổ sung dồi dào và giá mặt hàng này sẽ giữ ổn định ở mức vừa phải trong tháng tới.